Lần đầu ghé sân Bà Rịa Vũng Tàu, cảm giác thật là tuyệt vời. Một cái sân quá xá đã. Vô, ồ chơi trò này hay á. Trời ơi, trời ơi, đen thui rồi. Anh xác rồi. Hello anh em. Chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Theory Style Soccer. Và hôm nay mình đang ở Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thực hiện đại hội thể dục thể thao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay mình đi có vợ mình. Dĩ nhiên rồi, quản lý xinh đẹp phải đi theo chứ. Từ giờ mình nó nhỏ đi anh, nó to nhưng mà không. Okay, rồi nay đi với anh em bên đội Restyle Football của Sài Gòn. Phạm Văn Long. Dạ. Yeah. Long chém. Long chém. Nguyễn Quang Thiện. Vũ Quốc Việt. Có Vũ Cao Việt. Vũ Cao Việt. Nhầm tí. Anh Nhân, mọi người nếu mà xem clip anh Nhân đá banh rồi thì biết rồi ha. Anh Nhân chở mình đi. Rồi còn cái ông kia, ông đang lôi chơi với kia là ông Nguyễn Quang Hải Lam. Anh lộn, lộn luôn. Không có Nguyễn Hải Lam chứ không Nguyễn Quang Hải đâu. Nghe nói Quang Hải ở anh Paul giờ đang là chiếm toàn bộ cái mặt sống trên mạng xã hội, nhưng còn một Quang Hải khác đang đi bộ lo chơi đằng kia. Nãy giờ là tới cũng lâu rồi nhưng mà mưa tầm tã đấy không? Cả lực lượng tập trung đều rất là đông, mọi người đang đây tổng duyệt chương trình. Hồi nãy mưa tầm tã, mưa quá trời mưa luôn, ướt hết cái quảng trường luôn, phải không? Thấy ướt hết quảng trường luôn. Hướng dẫn các cô chú, các cô, các cô. Ở đâu là không được tổng duyệt luôn rồi chứ. Đó, mọi người tổng duyệt đây. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 8 năm 2022. Giờ mình với team sẽ có mặt ở đây để tổng duyệt vợt sân khấu. Ngày mai mới diễn. Tối nay chắc là kiếm một trận banh, đá banh rồi mai biểu diễn. Sáu cái thôi. À, này kịch bản nè, chưa cần tới. Ủa sao hồi nãy bao nhiêu cái rồi Thiện? Em hả? À, bao nhiêu cái hớp? Hai mấy. Hai mấy thảo à? 16 là do. Mời em trả được. Mời em trả lại. Ê, nãy nhạc ra thì mình hút khoảng 30 cái thôi. Mời em trả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, cho em làm lại lần nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17 cái. Quê, quê. 18 hả? 18 hả? Ok, 18. Đây, đây mới ghê nè. Phút này thì nhức răng lắm. Ok á. Yeah. Rồi, cho Cao Việt luôn. Bây giờ họ đang chạy gì đó? Kệ họ đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À, cũng được, ok. Chơi là hớp ATV kép sang kẻ. Hớp ATV kép sang kẻ. Ôi. Again, again. À, còn mạng nữa đó. Ok, ok. 2 3
4 5 6 7 ghê đấy. Nói chung là đếm ATP kép thôi, 7 cái. 1 ok. Còn 2 mạng nữa. Được, còn 2 lần nữa. Không còn được 7 cái kêu. Không, anh mình chém gió giỏi thôi. Từ từ. 2. Rồi xong. Nay Long bị bán hành rồi. Thôi đừng cao em làm. Rồi, Long bị cao bị bán hành rồi. Long chém bị bán hành rồi. Đi 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 đi, đứng lên gì sao hít thôi, đi đi rồi. Đi đâu? Đó đi ra tới ngoài đường á. Vàng đen thôi tính sao á. Bộ mệt lắm. Thôi vàng đen gì đi đầu đường. Ok không? Anh đi với em nè, gì đâu mà. Đó, ok. Ấy đi từ từ thôi, rớt giờ. Ghê vậy. Mình phải chạy theo luôn. Từ từ thôi. Ghê vậy. Ghê. Ghê. Ơi rớt kìa. Thôi nhưng mà đây hay rồi. Ngoài kia chào cờ chào kìa. Trời đã sắp tối rồi. Giờ thì nãy giờ mình ráp sân khấu thôi, còn tổng duyệt lại chương trình này một lần nữa rồi mai có mặt biểu diễn. Chờ xem nha. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với màn đấu diễn thể thao tổng hợp khỏe uy vương. Dân chuyên nghiệp sao rơi được anh? Đi mới chạy chương trình thôi, chạy chương trình mà tốt, mà mai đi diễn tệ cũng vậy thôi à. Ok không? Ok, so good man. Anh không có nhìn được, anh không biết. Ok, em ok. Dạ, em ok đúng không? Rồi, mình chạy ra sau luôn á. Long ok không? Ok nha, quá ok luôn. Đó, chạy chương trình vậy thôi, còn diễn thật thì mai biết. Hello anh em. Nay là ngày hôm sau, hôm trước là chạy chương trình, hôm nay hôm sau mình có ghé qua sân vận động Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là phòng truyền thống của bộ Juventus. Hay à, có phòng truyền thống rồi. Bên đây thì có câu bộ thể hình là tập game bên này, phòng tập game. Dinh Ninh Hôn, không biết phải là nhà ăn của câu bộ hay không. Juventus Academy Việt Nam. Đây là xe đưa các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu di chuyển. Nguyên một chiếc xe buýt rất đẹp của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Phòng thay đồ thì hôm nay không có ghé qua, nhưng mà vô xem khán đài và mặt sân. Hôm nay thì ngày nghỉ, không có thi đấu gì cả nên thành ra không có mở cửa, mà mình xin bên câu lạc bộ cho mình vào để tham quan. Sân cực đẹp, khán đài cực rộng. Nhìn cận bạn thấy được là mặt cỏ rất là đẹp nữa. Cỏ sân Vũng Tàu thì nổi tiếng rồi, siêu đẹp và rất là êm, và gọi là sao ta, nó không có gồ ghề nhấp nhô gì cả, tuyệt vời ở đây luôn. Quá đã luôn, lần đầu ghé sân Bà Rịa Vũng Tàu cảm giác thật là tuyệt vời. Một cái sân quá xá đã. Thống Nhất thì mình đi nhiều rồi, còn đây là lần đầu tiên ghé đến câu lạc bộ Bà Rịa. Mấy anh em thì ở đây tranh thủ chụp ảnh. Rất nhiều nhà tài trợ trên khán đài.
thử thách Benty với lại Phạm Văn Long với góc nhìn thứ nhất của mình. Rồi vô. Ồ, chơi trò này hay á. Đá ngay chỗ đó luôn. Xa là lâu. Ok, ổn nha. Ồ, cái nữa hả? Cái nữa. Ôi trời, mém té, trượt chân té rồi là trượt chân té luôn á. Ok, cái cuối cùng. Suýt bị bắt. Ok. Chờ hãy làm trái nữa. Ok. Trái luôn. Xong rồi anh em ra nghỉ. Thôi, được rồi, làm hết. Ok, giờ là miếng anh làm. Nani? Ôi. Thục chưa? Thục chưa? Cảm ơn cả nhà đã có một màn chơi game ở đây khá là thú vị. Quẩy trên sân, người cũng ướt đẫm mồ hôi. Không biết vợ mình làm gì ở đây nãy giờ. Vợ làm gì nãy giờ vợ? Quay lung tung. Quay lung tung. À. Hello. Đó, đã có một tour đi viếng thăm trải nghiệm mặt cỏ của sân bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm giác là đá sân này là đá tuyệt vời luôn. Và giờ như là tất cả các sân trong đất nước Việt Nam mình đều đã được cải thiện rất nhiều về mặt cỏ và khán đài. Đó là một cái sự đầu tư và phát triển rất lớn của nền bóng đá Việt Nam. Và hy vọng là mình còn được đi những sân vận động khác trong thời gian sắp tới. Là hy vọng là mỗi lần mà mình đi diễn ở một tỉnh nào mình sẽ được tham quan những sân vận động ở tỉnh đó như thế này. Rồi, giờ thì anh em sẽ rút quân và ra sân khấu quảng trường 27 tháng 4 để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của Đại học Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay ha. Vậy đen thui thui lùi, dính sình quá trời. Đó, ông này sao? Ông này chắc đỡ ha. Rồi giày gì rách tè tôi trời. Làm sao? Vậy em chậm thôi. Dạy hơi ướt ướt xíu ha. Dạy em về chống bụi á. Bụi nó không bám được. Hình như là giày của Thiện chắc là thê thảm nhất nè. Thôi giày vàng nữa chứ trời ơi. Ui. Với trắng. Với trắng. Trời ơi. Trời ơi, đen thui rồi. Anh xét rồi. Lông sao? May nha. Rồi, may à, may màu xanh. Đỡ hơn xíu. Cũng giờ đúng không? Giờ. Trời mới mưa xong á. Thôi, đi chà, tự nhiên kiểm soát quân sự tiến lại phía mình vậy ta. Ta trong rộng, bác Hồ kính yêu của chúng ta đã xác định rõ phát triển thể dục thể thao là một trong những nhiệm vụ cách mạng. Đây là chánh gà. Wow, rất đông. Sân khấu thì rất hoành tráng và sau lưng sân khấu là những điều mà ít ai biết nó sẽ như thế này. Giờ mình quay vlog kìa. Tham gia dẫn đầu đoàn trước đuốc các vận động viên Trần Thanh Điển, Tô Tư Rác với thành tích đã đạt được là huy chương bạc Tư Rác SEA Games 31, huy chương vàng và huy chương bạc câu lạc bộ toàn quốc 2019, huy chương đầu vô địch quốc gia. Và bây giờ khi các đại biểu quy tụ xin được phép bắt đầu. Oh!
vì nước kính thiết quốc gia. Đã quá anh em ơi, đã quá. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các clip của Theory Style nha. Giờ thì mình còn chụp ảnh check in nữa, chụp ảnh. Đôi giày này umbro màu đỏ, bình thường mình hay diễn một đôi màu trắng, mà nay mình khai trương đôi giày mới, một đôi màu đỏ. Đôi mình mang rất là thoải mái để tân bóng. Không biết nên nhập nhiều về bán cho anh em mặc resize không ta. Rồi cho tính sau đi, gỡ băng. Học kỹ thuật nào, nay ai lỗi nhiều nhất? Xung phong đi, xung phong. Ai lỗi xung xung phong lên. Lúc chạy chương trình ấy, thì sân khấu nó khác, giờ tự nhiên sân khấu nó chạy khác. Tự nhiên chạy ra làm bất ngờ giật mình luôn. Giật mình. Bước ra giật mình hả? Xong rồi Lâm té trước, Long té sau. Em té sau. Trời, chạy ra hôm qua nó có cái vạch màu đỏ, mũi tên màu đỏ, mình đứng đó, hôm nay chạy ra. Té là do sức khỏe thôi chứ không có lỗi chứ thật. Hồi nãy mình thấy có cái bài đang diễn đập đúng nơi đập đó. Ừ, nhưng mà không rơi. Thu lại thẻ. Thẻ kia thẻ vợ, vợ đưa thẻ gất luôn nha. Sao vậy? Nó lùi lại rồi, không sao đâu. Ok, thôi tới đó được rồi, đừng vô nữa. Chưa cắn đá nha. Mình đang ngồi ở đây, giờ dây bắt ngang quá. Ok, không sao. Nguy hiểm quá. Có luôn. Có luôn, hết hồn. Em chạy ra chứ ai chạy ra. Cái đoạn đó anh đưa trong cái hậu trường của mình. Hợp lý luôn. City à. Ôi, cọng dây này kéo lên đi. Anh này anh mới sượt qua một cái hết hồn nè. Nguy hiểm quá. Này dây điện đúng không? Nguy hiểm quá. Nhưng mà nguy hiểm quá. Này nguy hiểm quá, này trúng ai cái chết luôn á. Anh kia nãy anh sượt qua một cái à. Giờ sao ta? Đây để anh làm lại nha. Từ 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 làm. Đây nè. Được không? Leo lên được không? Thôi kêu chương trình ai ra hỗ trợ này nữa rồi. Đứng che, đứng cho xe chạy qua là được. Ok. Sau khi sân khấu đã làm xong thì giờ tới thu về nè. Hồi nãy đốt đuốc đây cháy, bắn pháo bông ra đây nữa. Đã thiệt đã luôn. Sự kiện rất hoành tráng tại Bà Rịa Vũng Tàu cùng với anh em Nguyễn Hành Lam, Vũ Cao Việt, Phạm Văn Long và Nguyễn Quang Thiện. Và đặc biệt nay đi có sự xuất hiện của vợ mình. Ủa? Mỹ Tiên. Lần nào mà chắc có xuất hiện? Lần nào xuất hiện hết, hôm nay mới giới thiệu đặc biệt. Đó, vậy đi. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh của Theory Style. Và đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Trung Thi, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.